Hải Lăng mình hơn 100 hộ cả. 120 hộ này. 120 hộ cả. À chà. Thế tính ra nào là nhiều hay? À. 100 hộ này. Trường Thị Quang rồi cho, nhà mình Trường Thị Quang này. Nếu ông Trương là có đi sáng rồi rồi, à đi sáng rồi rồi. Ờ. Anh có cái kế năng rồi. Ờ, thì ạ. Để cái tàn lên chồng nó đi ra. Chồng cái cái tìm ạ, ốc hợp lý cán. Đi cho, Trương đi rồi. Đấy, anh đưa cái nì kia nó còn ha. Mình tỉ đây phải vong rồi còn cái nì nữa này. Trên dọc đó tôi tình cờ quen nàng.
con kia nó có xe cổ bông tế anh trốn lại cái dây cơ ngay. Nó là chạm đen chạm điếc ấy, phải đợi ý cơ cái dây. Đoàn đi có hay có xe to đó. Áp ấy bao lòng có trùng này, áp ấy có lòng có trùng à? À không làm mua nè. À. Chưa em à. Chà này nó. Có mình lắp đa không mấy người? Mấy người anh đặt xin wifi với mật khẩu đấy nó lao vào nằm xì thằng đấy à cái xin wifi á hả cái xin wifi á đó là nhà mình về đó là nhà chị nhà tầm tầm à đỡ căn tầm đấy chứ con mật khẩu ấy mật khẩu 2507 2507 1979 2507 1979 ok. Vâng, anh đã đi xuống đến nhà đến đây. Nhà nhà Quỳnh đi dọn đạp chưa? À, xuống nhà Hải đi. Khả năng. Trên dọc đá tôi tình quen nàng. Vâng, bà bước ra chìa bà. À. Ở đây xe máy mới chuyến. À.